đợi hậu luôn đâu thế là tôi từ Thái Bình ra đây và thế là tôi đi xét nghiệm COVID nếu được âm tính thì bắt đầu đi làm theo yêu cầu của tỉnh. Cái việc xét nghiệm này thì do tôi tự động chủ động đi làm để cũng yên tâm cho mọi người cũng như tất cả mọi người đi làm xung quanh nữa. Mình cũng chủ động đi xét nghiệm bởi vì là mình muốn bảo vệ cái sức khỏe của chính bản thân mình và cộng đồng xung quanh. Thì qua trải nghiệm xét nghiệm ở đây thì mình thấy dịch vụ ở đây khá là ổn, nhanh, gọn. Các cái thủ tục hành chính đều được đơn giản hóa, rất là thuận tiện cho bệnh nhân và các người dân đến khám. Ạ. Con đi về đi, mai 14 giờ chiều nhé. Con đến lấy kết quả. Và để cho giảm bớt cái thời gian chờ đợi cũng là để giãn cách thì chúng tôi thực hiện là trong ngày và trả kết quả 5 lần, thứ nhất là 13 giờ, 17 giờ, 22 giờ và 9 giờ sáng ngày hôm sau. Đối với những đơn vị cơ quan mà có trên 10 người trở lên muốn tức là có nhu cầu làm xét nghiệm, chúng tôi sẽ bố trí đến và lấy mẫu và làm xét nghiệm tại chỗ để đảm bảo công tác an toàn và giãn cách phòng chống COVID trong thời kỳ mới. Thiếu một bạn gì bên kia.